Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thịnh Tụ đây. Và trong video ngày hôm nay, các bạn đọc tiêu đề đã thấy sặc mùi tiền chưa các bạn ơi? Sặc mùi tiền luôn nhá. Bởi vì là ở đây thì mình chỉ có 1.000 điểm chứng thôi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay, mình sẽ mở... Ta-ra! Ủa nó lắc. Ủa nó lắc cái máy tôi nó lắc. À, ao! Gần 5.000 hòm. Gần 5.000 hòm Bunny Crate. Và chúng ta sẽ mở được những gì ở trong video này. Và trước khi vào video thì các bạn đừng quên để lại cho mình xin một nút like, cũng như là đấm vỡ nút subscribe để ủng hộ cho mình, cũng như là nhận được thông báo về những video tiếp theo. Đừng quên là nhà tài trợ cho video này đến là Thịnh Tụ Roblox. Bạn nào mà muốn thử vận may, nói chung là mở những cái hòm này mà không có thời gian cày thì nhớ ghé qua Thịnh Tụ Roblox nhá. Ok, thì rồi, không linh tinh luyên thuyên nữa các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chính trong cái video ngày hôm nay. Đấy là chúng ta sẽ gọi là mở gần 5.000 hòm. Đấy, gần 5.000 hòm. Mở 1.000 hòm thì có lẽ như là nó không được may mắn cho lắm. Nhưng mà 5.000 hòm các bạn ơi, 5.000 hòm đây. Ok, được rồi. Vì tôi sợ là nó sẽ bị lag. Bởi vì là dạo này một YouTuber nghèo, không có tiền. Đấy, thế nên là tôi sẽ gọi là rồi, mở đâu. 10 hòm đầu tiên, xem được gì ha. Ok, 10 hòm đầu tiên chúng ta đã mở được gọi là 3 con. Một con Legendary này, 2 con Legendary và 1 con Mythic. Ai chà 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 chà. Được đấy chứ mọi người, được đấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là video này thì tôi mở nó sẽ khá là mất thời gian đấy. Tôi mở tới mọi người ơi. Wow. Mythic à. Nhiều hòm to quá. Ây da. Ai xa. Ui, nhưng mà. Đó. Các bạn thấy chưa? Tôi đã mở loanh quanh khoảng tầm mấy chục hòm rồi. Nhưng mà những con Elite chúng ta nhận về thì sao? Nó chỉ là những con Mythic. Nó chỉ là những con gọi là cơ bản thôi, Legendary thôi. Mà thứ tôi muốn tìm tới đấy chính là con gọi là con Mech Bunny cơ. Đấy, trong kho đồ của tôi không còn nữa mọi người ạ. Đấy, trong kho đồ của tôi không còn nữa bởi vì lý do là tôi đã trả nó về với chủ rồi. À, tôi trả nó về với Hùng Akira rồi mọi người ơi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là liên hoàn mở hòm nhá. Liên hoàn mở hòm, 5.000 hòm thì chúng ta sẽ mở được bao nhiêu con Mech nha mọi người.
Ra con nữa đây, ra con nữa đây. Không thấy tín hiệu của con thế này à? Ô con nữa, con nữa, con nữa, con nữa. Con thứ 6, con thứ 6, con thứ 6. Ngon rồi, ngon rồi. 6 con thật. 6 con thật. 6 thật. 3 con nữa thôi, 3 con nữa thôi, chỉ cần 3 con nữa thôi là đạt chỉ tiêu rồi. Là 9 con à, sao lại 9 con? Ôi, con thứ 7 luôn. Ui. Thêm 50 hòm nữa là có thêm một con nữa luôn. Ui, chuẩn bị là mày nhận được hai thông báo, hai con cùng một lúc à? Liên tiếp luôn. Ui, đây 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 đây, đây một con rồi này, đây một con rồi này. Lát nữa khoảng thêm khoảng 5 lần xuất hiện nữa thì nó sẽ cho thêm con nữa. Vãi cả nồi, thế là 7 con à? 7 con đấy, ảo đấy. Đây hình như là lần này nó sẽ xuất hiện con Godly tiếp theo này. Không, đây là lần tiếp theo rồi. Đây 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 đây. Một con ở góc bài. Vãi nồi. 7 con. Ấy xa. Ba con nữa rồi, ba con nữa là ping rồi. Thế là tỷ lệ được bao nhiêu phần trăm? 5.000 hòm. 5.000 hòm mà được 10 con thì nó là bao nhiêu phần trăm vào đồng? 5.000 hòm mà được 10 con thì tỷ lệ của nó sẽ là chứ. Tỷ lệ nó sẽ là 0.02 đúng rồi. Nhưng mà là cảm giác tỷ lệ là đúng tỷ lệ nào của nó là, đấy là đúng tỷ lệ luôn đấy. Kiểu căn bản là lần này kiểu trông trông nó cứ dễ dễ. Hôm xem mày với cả thằng hôm xem Hùng Akira với cả là Bớt Gaming mở 5.000 hòm ấy mọi người. Oai, thề mở trông thốn luôn ấy. Mở mãi không ra mà. Không không, thực ra là không đúng tỷ lệ toán học của nó đâu. Tỷ lệ toán học của nó là 0.2 ấy. 0.2 tức là mày chỉ cần 500 hòm là ra một con này, hiểu. Tức là 500 hòm thì 5.000 hòm là ra 10 con. Thế đúng rồi. Tức là 5.000 hòm là ra 10 con là đúng tỷ lệ toán học ấy. Chuẩn sách giáo khoa nếu mà. Nếu như mà không ra được 10 con tức là mình đen. Thế tính ra là cái này khó để mà đúng được cái tỷ lệ toán học của nó vãi nhờ. Biết đâu, nhưng mà biết đâu tôi sẽ là người như thế bạn. Đôi khi là những cái pha kiểu 20 hòm sẽ ra luôn như ta ấy, nhưng sẽ có những cái lần kiểu cả nghìn hòm không ra ấy. Thế nó ảo vãi. Tôi cần 3 con nữa. Tôi cần 3 con nữa. Tôi là người. Ơi, con nữa, con thứ 8. Đấy. Tôi sẽ là người chứng minh admin không lừa người chơi. Tỷ lệ sinh ra là có thật. Nhưng mày làm gì đủ 5.000 hòm đâu. 5.000 hòm. Đâu, có 4.000 hơn mà. Đâu, 4.000 hơn nào. 4.685 kìa. 4.685 thì làm sao mà chứa 5.000 hòm được. À ừ nhở. Mày có 4.685. Ôi, con thứ 9 luôn. Ngon. 4.685. Thêm cả cái đống. 4685 là trừ 4685 là trừ đi 50 con, 52 con unit có sẵn. À đấy, thế 4.600 hòm thôi. Ê, thế là mày được 9 con là mày đúng tỷ lệ toán học rồi đấy. Ấy. Mày trúng con thứ 10 là mày trúng con thứ 10 là đỏ đấy. 9 con rồi. Wow. Anh 7 có thể không có cúp. Không, con thứ 10 đây rồi. Con thứ 10 đây rồi. Đấy. Anh 7 có thể không có cúp. Nhưng mà anh 7 chắc chắn thua Messi rồi. Rồi như vậy là 10 con. 10 con với 4.600 hộp à. Thế là hên rồi. Thế là chiến thắng tỷ lệ toán học admin đưa ra rồi. Ok, và mình đã mở gần hết rồi mọi người ơi. Chỉ còn lại là mấy hòm ở đây nữa thôi. Rồi thôi mình sẽ đích thân tay mình mở nốt vậy. Không ra đâu. Biết đâu hòm quấy không? Không. Ê, biết đâu đúng một hòm này không? Tất nhiên là không à. Piu. Bum. Ôi giời ơi. Ok. Thì sau gần 5.000 hòm Bunny Crate thì chúng ta đã thu về được gì? Ở đây chúng ta đến con tròn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đúng 10 con tròn các bạn. 5.000 hòm chúng ta đổi được đúng 10 con tròn và một rổ unit. Ui giời ơi. Có thể tính ra mở hơi bị đen đấy không? Nhìn nhá. Mấy cái con này hơi ít đấy. Nhìn này. Mấy con Legion này hơi ít đấy. Rồi đâu, do mình nhiều unit quá này nó đang bị lag ấy. Thì nó cả 100 con là kinh rồi. Cái con Mythic tầm 100 con là ghê rồi. Đây, một đống các unit mấy con Easter Spectreman này. Đấy. Tỷ lệ con kia có 2% thôi. Tức là bây giờ mày đang có 10 con Mech đúng không? Thì là mày chỉ có 100 con Mythic kia thôi. 100 con Mythic kia thôi, con kia có gấp có 10 lần thôi. Đó. Thì theo tỷ lệ là chỉ tầm 100 con thôi, 100 con thì ít là đúng rồi. Tại vì là mày có 4.600 unit.
Ai da, đâu rồi Siro, từ từ mình làm một cái thế, mình chơi, mình trêu Siro mọi người. Đây. Ông đồng ý. Ông đồng ý. Đây. Đồng ý vội. Đây. Đây. Bấm ready thử cho Siro nhìn cái. Đây, bấm ready cho Siro xem. Bấm ready. Nào, có lấy không? Ơ, à kìa, kinh nhở, oai nhở, danh dự nhở, không lấy mà. Kinh thật. Oai thật. Ok mọi người ơi, thì video của mình đã kết thúc ở đây thôi. Và đấy, đây là một cái thí dụ. Và mình là người gọi là cái gì, mình coi như là mình là chuột bạch. Mình là chuột bạch, có lẽ là không ai, không, mình nghĩ là không ai nạp tiền vào để mở 5.000 cái hòm này để mà test cho các bạn xem đâu. Và 5.000 hòm thì mình mở ra được khoảng tầm 10 con Mech Bunny. Và nếu như các bạn giàu hơn mình hoặc là giàu như Hùng Akira thì hãy thử mở 5.000 hòm xem, biết đâu mở được hơn mình thì sao. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. See ya.